Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Xin thưa tới quý vị và các bạn, mình thì mình chưa nhìn thấy nàng Kiều, nàng Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du. Không biết là quý vị và các bạn đã được chiêm ngưỡng chưa, đã nhìn thấy chưa, đã mục sở thị chưa? Đấy, thế nhưng mình thì mình chưa nhìn thấy. Thế nhưng chưa nhìn thấy nàng Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du, thế nhưng vẫn mường tượng, vẫn hình dung ra, đúng là một gọi như là tuyệt sắc giai nhân. Một tuyệt sắc giai nhân, một người đẹp coi như thế là đẹp đến cái mức độ của cụ Nguyễn Du miêu tả là hoa nhường nguyệt thẹn. Đấy, chim sa cá lặn. Đấy. Nghiêng nước nghiêng thành. Còn nhiều từ ngữ nữa nhưng mà bây giờ chưa 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 nghĩ ra được. Chứ còn nàng Kiều thì Thúy Kiều thì không ạ. À, phải Thúy Kiều cơ chứ còn Kiều thì có nhiều nhiều Kiều lắm. Đấy, nhưng mà lại phải họ Thúy cơ. Đấy. Không biết có phải họ Thúy không nhưng mà có khi là không phải họ Thúy đâu nhưng mà tên đệm là Thúy. Nhá. Tên là Kiều, Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du. Đẹp lắm. Rất chi là đẹp. Và đặc biệt là cụ còn miêu tả đến cái đoạn là rõ ràng trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Đọc xong cái câu này thì đúng là chỉ có ối giàng ơi. Ối giàng ơi. Xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là một mỹ đài về hình thức. Thế còn nội thất ở bên trong có đạt tiêu chí là mỹ đài hay không thì không biết. Cái đấy thì quý vị và các bạn biết rồi. Hồi sau sẽ rõ. Hồi sau sẽ rõ. Ở bên ngoài nó đẹp. Chưa chắc bên trong đã đẹp. Chưa chắc bên trong đã đẹp. Đấy. Thế nhưng mà mình nhìn thấy ở bên ngoài thì rất chi là đẹp. Rất chi là kiều diễm. Sắc nước hương trời. Nha. Đó là chiếc đài Sony. Có model là CFS-660. Cái này mình vừa mới nhận của người anh em có cái bụng tốt ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, mang biển số 93. Trước đây là tỉnh Sông Bé đấy. Trước đây là tỉnh Sông Bé. Năm 96 hay là 98 tách tỉnh ra thì gồm có Bình Dương và Bình Phước đấy. Bình Dương mang biển số 61, Bình Phước thì mang biển số 93 ấy. Tuyệt vời thật, đúng là nhìn càng đắm mà ngắm thì càng say. Ước gì ta được ngày ngày bên nhau. Ước gì ăn ở một nhà, ra vào đụng chạm để mà nhớ thương. Thôi mình dừng video ở đây, chia sẻ tới quý vị và các bạn một cái cục giữa đài Sony có model CFS-660. Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp, xì mạ thì thôi rồi. Xì mạ. Cái này khéo inox 304, phải gọi cái này bằng cũ tổ. Cái này phải thi thố với gương. Gương nhưng mà lại phải thi thố với gương trong cơ. Chứ còn gương mờ thì nói làm cái gì. Nhá. Trăm năm xoay cái gương mờ mà không bằng một phút xoay nhờ cái gương trong. Tôi thì cũng chẳng hiểu thế như thế nào là gương trong, thì cứ nhìn vào cái này là mình biết thế nào là cái gương trong. Mà cái cục này nặng lắm, cái đài này để nó mới đến cái mức độ như thế này, đài này chắc nhiều thóc lắm này, nó mới đến cái mức độ như thế này đấy. CFS-660. Cái này mà được coi như thế là hội nhị thập tao đàn bát tú 28 vì sao tinh tế, được các bậc tiền nhân ở trong hội nhị thập tao đàn bát tú mà miêu tả, mà làm thơ làm văn về cái đài này thì thôi rồi. Thôi rồi.
mình ở nông dân thì cũng chỉ miêu tả được, đến với những cái lời mà nghe nhiều lúc mà nó cũng chưa được ưng cái lỗ tai, thì mong quý vị và các bạn lượng thứ cho. Nhưng mà đẹp thật, phải nói, phải công nhận là đẹp. Có nhiều thứ mình chưa công nhận nhưng cái này mình công nhận là đẹp. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Chào sông Mã anh hùng.